Phật bảo hiền đức, thiên vương nên biết, không có phân biệt ấy chính là pháp tịch tĩnh. Vì sao? Vì được lấy và bị lấy đều bất khả đắc, chẳng sanh chẳng diệt, lìa ngã và ngã sở. Như vậy gọi là pháp không phân biệt, đại Bồ Tát nào quán như vậy thì mới có thể hộ trì chánh pháp, không thấy mình hộ trì và pháp được hộ trì. Khi nói pháp này, 10.000 bí xô tâm được giải thoát, 2.000 thiên tử xa lìa trần cấu, phát sinh pháp nhãn thanh tịnh. Bồ Tát Thiện Tư hỏi Thiên Vương Tối Thắng, những biện tài nào có thể thuyết pháp thâm sâu như thế? Tối Thắng đáp, bậc không còn tất cả tập khí phiền não, đã đạt được sự biện tài thì có thể nói pháp thâm sâu này, vượt qua đường ngôn ngữ không thể nghĩ bàn, thắng nghĩa diệu trí, biện tài như vậy mới có thể nói được pháp thâm sâu này. Bồ Tát Thiện Tư hỏi Thiên Tử Hiền Đức, vì sao trong pháp không sanh lại dùng sự biện tài để nói? Thiên Tử Hiền Đức đáp, đại Bồ Tát nào chẳng trụ pháp không sanh không diệt thì không dùng biện tài để nói pháp thâm sâu. Vì sao? Vì xa lìa sự hí luận, không thấy năng duyên, không thấy sở duyên, tâm không có chỗ trụ. Vì vậy nên có thể nói, chẳng trụ ngã pháp, chẳng trụ đây kia, chỉ trụ trong thắng nghĩa thanh tịnh. Thế nên có thể nói. Bồ Tát Thiện Tư liền thưa Phật, bạch Thế Tôn thật là kỳ lạ, Thiên Tử Hiền Đức thật là hiếm có, chính Ngài mới có thể thông suốt pháp thâm sâu, biện tài vô tận. Phật bảo Thiện Tư, Thiên Tử Hiền Đức từ chỗ Phật bất động của thế giới diệu hỷ mà đến thế giới kham nhẫn này nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Các ông nên biết Thiên Tử Hiền Đức đã ở vô lượng trong ngàn ức kiếp tu tập môn Đà La Ni hiếm có, trải qua nhiều kiếp thuyết pháp cũng chẳng cùng tận. Bồ Tát Thiện Tư lại bạch Phật, bạch Thế Tôn sao gọi là môn Đà La Ni hiếm có? Phật dạy, Thiện Tư, sự hiếm có này là gọi các pháp không nhập môn Đà La Ni. Môn Đà La Ni vượt qua các văn tự, nói không thể nhập, tâm không thể lường, trong pháp nội ngoại đều bất khả đắc. Thiện Tư nên biết không có chút pháp nào có thể nhập vào đây được, thế nên gọi là các pháp không nhập môn Đà La Ni. Vì sao? Vì pháp này bình đẳng, không cao, không thấp, không vào, không ra, không một văn tự nào từ ngoài vào được, cũng không một văn tự nào từ trong mà ra, không một văn tự nào trụ trong pháp này, cũng không có văn tự cùng thấy được nhau, cũng chẳng phân biệt pháp khác với phi pháp. Các văn tự này nói cũng không giảm, không nói cũng không tăng. Từ xưa đến nay hoàn toàn không có sự làm ra và hoại diệt. Như các văn tự tâm cũng như vậy, như tâm tất cả pháp cũng như thế. Vì sao? Vì pháp lìa ngôn ngữ cũng lìa sự suy nghĩ so lường, từ xưa đến nay không sanh không diệt nên không vào ra, do đây gọi là các pháp chẳng nhập môn Đà La Ni. Nếu người nào thông suốt được pháp môn này thì biện tài vô tận. Vì sao? Vì thông suốt pháp vô tận chẳng dứt đoạn. Nếu người có thể vào được hư không thì có nhập vào môn Đà La Ni này. Thiện Tư nên biết, nếu Đại Bồ Tát thông suốt được môn Đà La Ni này, tâm được thanh tịnh, thân ngữ cũng thế. Sự tu hành thuận theo lý Bát Nhã vững chắc thì các quân ma không thể quấy nhiễu, tất cả ngoại đạo chẳng dám đối diện, các nghiệp phiền não làm gì hoại được, thần lực vững vàng, tâm lìa sự khiếp nhược. Thế có thuyết giảng thì biện tài vô tận, có thể tuyên thuyết các môn thánh đế, thậm thâm vi diệu, trí tuệ đa văn tựa như biển cả, an trụ tịch định dụ như núi diệu cao, như sư tử chúa giữa chúng không sợ, pháp thế gian chẳng nhiễm, giống như hoa sen trong sạch, làm lợi ích hữu tình ví bằng đất lớn, rửa sạch cấu uế như dòng nước lớn, thành thục thế gian sánh với các lửa dữ, tăng trưởng pháp lành đồng như gió mạnh, mát mẻ vui lòng như ánh sáng hiền hòa của mặt trăng, thường phá đi những sự tối tăm như ánh sáng mặt trời, phá dẹp phiền não oán hại như dũng sĩ oai hùng, tâm tánh điều phục như voi chúa lớn, thường vang sấm pháp dụ như dòng lớn, mưa pháp dưới khắp ví như đám mây lớn, như đại lương y chữa bệnh phiền não, giống như đại quốc vương khéo ngự trị thế gian, như tứ thiên vương ủng hộ hữu tình và hộ trì chánh pháp, như trời đế thích giàu sang hơn hết. Đối với trong trời người, tâm được tự tại, như đại phạm vương làm chủ thống lãnh cõi kham nhẫn một cách tự tại, thân được vô ngại, như yết lộ trà chỉ dạy hữu tình, như người cha của thế gian thường lưu truyền pháp bảo, như tỳ sa môn có thể sanh ra các thứ quý báu thế gian được trang nghiêm bằng phước đức trí tuệ. Những hữu tình nào trông thấy đều mong nhờ lợi ích được chư Phật Thế Tôn khen ngợi, các trời rồng vân vân cùng nhau ủng hộ.
Thiện tư nên biết, các đại Bồ Tát nếu đắc môn Đà La Ni này liền được tự tại, làm lợi ích hữu tình, phương tiện thuyết pháp mà chẳng cùng tận, tâm không mỏi mệt, chẳng màng lợi dưỡng, tiếng khen, pháp thí bình đẳng, không có bòn sẻn, ganh tị, thọ trì tịnh giới, ba nghiệp không lỗi, an nhẫn thanh tịnh, lìa các sự giận dỗi, bực bội, tinh tấn thanh tịnh, làm việc thành tựu, tịnh lự thanh tịnh, khéo léo điều phục tâm, trí bát nhã thanh tịnh, vĩnh viễn không nghi ngờ, đủ bốn vô lượng như Đại Phạm Vương, thường tu hành các đẳng trì, đẳng trí, một cách khéo léo, vào ra tự tại hơn hẳn các thế gian, tu nhân đại giác, đủ các phước tuệ, nhận lãnh ngôi quán đỉnh, được tự tại lớn. Khi Phật thuyết môn tổng trì này, trong chúng có 64.000 Bồ Tát được bất thối chuyển, 30.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn, 20.000 trời người xa lìa trần cấu, sanh pháp nhãn thanh tịnh, vô lượng vô biên trời người vân vân đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề.